Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Ở video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn cài một vài cái extension thường sử dụng ở trong VS Code, đặc biệt là những bạn mới. Và cái extension mà chúng ta đã cài ở trong video trước đó chính là cái Live Server và cái Browser Preview. Bên cạnh đó thì mình cũng đã hướng dẫn các bạn cách để các bạn có thể sử dụng VS Code đồng bộ ở các máy tính khác nhau thông qua một cái tài khoản, đó chính là tài khoản của Microsoft. Bên cạnh đó thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng tài khoản của GitHub nhé. Khi các bạn vào VS Code như thế này thì ở đây nó có hỏi các bạn là các bạn sử dụng tài khoản nào. Đó thì khi các bạn chọn thì nó sẽ cho phép các bạn sử dụng tài khoản GitHub hoặc là tài khoản Microsoft. Tại sao lại sử dụng tài khoản GitHub được? Vì bản chất thì GitHub đã được mua lại bởi Microsoft rồi. Có nghĩa là bây giờ GitHub đang thuộc chủ sở hữu của GitHub đang là Microsoft, nên là các bạn sử dụng tài khoản GitHub ở đây cũng được. Ok chưa? Thì ở video này chúng ta sẽ làm gì đây? Ở video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách quản lý source code với VS Code thì chúng ta sẽ làm như thế nào. Như các bạn biết là nếu các bạn muốn coding cho một cái dự án nào đấy, các bạn hoàn toàn có thể Ctrl O để mở bất kỳ một cái file nào đó ở trên máy của các bạn và các bạn thực hiện nó. Đó, kiểu kiểu như thế này. Đây cũng là một cách và các bạn code thì mình không khuyến khích các bạn sử dụng theo cái cách này. Bởi vì sao? Bởi vì khi các bạn mở riêng lẻ như thế này ạ. Khi các bạn mở riêng lẻ như thế này thì các bạn sẽ rất khó để quản lý, rất khó để quản lý. Và sau này có rất nhiều folder project khác nhau, ví dụ như cùng một lúc các bạn làm một dự án nhưng mà có rất nhiều service, ví dụ như phía front end này, phía back end nó lại có hai ba cái thư mục project khác nhau nữa, thì các bạn sẽ mở nó như thế nào? Thì cách tốt nhất là các bạn nên quản lý theo cái hướng là quản lý theo workspace đó. Thì hầu hết các IDE hay là các editor nó đều cung cấp cho chúng ta một cái khái niệm là workspace. Và ở trong VS Code cũng vậy, các bạn nên sử dụng cái concept workspace để quản lý source code. Cái việc quản lý source code của các bạn ấy thì nó sẽ giúp cho các bạn quản lý theo cái folder và cái list file giống như là folder tree, danh sách thư mục ở trong Windows ấy. Đó, cái các bạn làm việc này thì nó sẽ quản lý file code của các bạn nó sẽ tốt hơn. Bởi vì sao? Bởi vì giả sử mình gặp một số trường hợp như thế này. Đối với những bạn mới ấy, các bạn sử dụng Windows chẳng hạn, thì Windows nó sẽ mặc định trên Windows nó không hiển thị cái đuôi file, có nghĩa là file chấm HTML như thế này, thì ở trên Windows nó chỉ hiển thị là file index thôi, không có đuôi chấm HTML đâu. Đó, nên là một số bạn bị nhầm đó là gì? Khi các bạn cố tình tạo ra một cái file chấm HTML như thế này, nhưng bản chất cái đuôi file của nó là chấm TXT. Thành ra khi các bạn chạy lên ấy, khi các bạn chạy lên thì cái file này nó là file .txt nên là trình duyệt nó sẽ không hiểu. Đó, chính vì vậy các bạn nên sử dụng cái workspace hoặc là sử dụng VS Code Editor để các bạn quản lý cái thư mục và quản lý các file code của các bạn. Thì khi các bạn tạo file code, ví dụ như là file có đuôi là .html hay là file có đuôi là .css, thì các bạn tạo ở đây như thế này thì nó sẽ hiểu luôn cái đuôi file của các bạn và các bạn sẽ không bao giờ bị nhầm. Đó, thì đấy là ý nghĩa của nó. Được chưa? Thì có rất nhiều cách để các bạn có thể đưa một cái thư mục code vào trong VS Code. Như mình nói đó, chúng ta nên sử dụng cái concept là workspace. Ví dụ ở đây, mình sẽ tạm bỏ cái này đi. Mình đây, các bạn đưa vào đây thì các bạn sẽ nên bỏ nó đi bằng cách là ở đây các bạn nhìn thấy này. Đó, thì cái phần này các bạn có thể clear hết tất cả những cái này đi. Và các bạn mở cho mình một cái file VS Code mới như thế này. Đây, giả sử khi các bạn làm việc thì các bạn nên 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 tạo ra một cái folder ở trên desktop chẳng hạn. Giả sử mình sẽ tạo một cái folder ở trên desktop như thế này để các bạn có thể dễ làm việc hơn. Mình đang sử dụng ở trên Mac OS, tuy nhiên ở trên Windows nó cũng tương tự như vậy. Mình tạo ra một thư mục demo như thế này. Sau đó các bạn mở VS Code lên, các bạn vào phần file và phần Add folder to workspace đó, và các bạn chọn desktop và chọn thư mục và các bạn nhấn add như thế này. Trên Windows nó cũng sẽ tương tự như vậy nhé. Lúc này các bạn sẽ nhìn thấy là trong folder của mình nó đang có hai cái file như thế này. Giả sử mình xóa đi, tạm thời trong folder của mình chưa có gì cả. Đó, như thế này. Mình làm từ đầu để các bạn có thể hiểu được. Đây, như thế này, kích chuột phải và các bạn thực hiện xóa như thế này.
Ok chưa? Ở trên Windows nó cũng sẽ tương tự. Các bạn muốn loại bỏ cái này ở trên thì các bạn chỉ cần click chuột vào đây, bỏ đi như thế này. Nó muốn hiển thị lên thì các bạn show như thế này. Đó, ok chưa? Thì đây là một folder. Giả sử các bạn có folder thứ hai thì sao? Nếu các bạn có folder thứ hai, giả sử ở trong đây chúng ta trong desktop này chúng ta tạo ra một cái folder thứ hai nữa có tên như sau. Ví dụ mình để ở đây, ví dụ như là Funnel chẳng hạn. Mình sẽ rename của nó thành Funnel. Bỏ đi. Tạo ra một folder Funnel như thế này. Đó. Ném nó ra đây. Sau đó mở VS Code lên, các bạn lại add nó vào trong Workspace như thế này. Vào menu file và add to Workspace thì các bạn sẽ thấy có hai cái folder ở đây. Đó, sau này các bạn sẽ quản lý. Đó, các bạn sẽ quản lý. Mỗi folder nó sẽ có những cái file project riêng, file code riêng. Ví dụ trong đây mình có một file index.html. Đó, ở trong frontend mình sẽ có một file ví dụ như là app.html chẳng hạn. Đó, thì nó là khác nhau, được chưa? Ở đây nó cho mỗi folder này chúng ta có thể tạo thêm folder khác, ví dụ như có thư mục CSS hay là ở đây chúng ta có thư mục JS ở frontend chẳng hạn. Và trong đây chúng ta có file style.css chẳng hạn. Đó thì nó sẽ nằm ở trong CSS như thế này. Ok chưa các bạn? Thì như thế này các bạn. Tại sao mình lại hướng dẫn các bạn sử dụng cách như thế này? Bởi vì khi các bạn sử dụng như thế này ạ, thì sau này các bạn muốn mở lại cái VS Code lên và không phải tìm đến cái folder project này nữa. Các bạn mở lên là nó có sẵn như thế này và các bạn cứ thế làm việc với nó thôi. Đây. Ok chưa? Ví dụ đây mình tạo ra một cái trang HTML như thế này. Thì khi các bạn tạo trang HTML thì nó cũng hỗ trợ cho chúng ta tạo ra cái cấu trúc chuẩn của một trang HTML như thế này luôn. Đó, ok chưa? Và các bạn kích chuột phải vào đây, các bạn có thể mở với live server hoặc là các bạn có thể mở với cái preview như thế này. Đây, open in preview. Thì ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy, các bạn kích đúp vào đây để đóng cái phần menu này lại. Đây, đóng cái phần này. Đó, kích ngược trở lại thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ mở ra như thế này. Ok chưa? Đó, và các bạn nếu các bạn go live có nghĩa là chạy cái này ở trên live server cho thư mục demo. Đây, thì các bạn chạy được thôi, nó sẽ là đường dẫn này. Được chưa các bạn? Quay trở lại đây. Quay trở lại VS Code này thì các bạn paste nó vào đây như thế này. Giống như video trước mình hướng dẫn thôi. Đó. Và các bạn hoàn toàn có thể code ở đây HTML H1 đi chẳng hạn. Đó, ví dụ như học lập trình. Học lập trình web chẳng hạn. Các bạn nhấn save là các bạn thấy ngay cái sự thay đổi ở bên này. Đó. Ok chưa? Và các bạn xem lại thư mục ở đây. Ở đây trên VS Code nó cung cấp cho chúng ta một cái menu search. Menu search này nó sẽ giúp chúng ta tìm một cái đoạn code nào đó ở trong trang. Ví dụ ở trong đây chúng ta có rất nhiều file code khác nhau chẳng hạn như vậy. Đây. Chúng ta muốn tìm một cái text nào đó ở trên một cái file code nào đấy chẳng hạn như vậy thì các bạn hoàn toàn có thể tìm nó như thế này. Ví dụ ở đây mình có một cái này. Đó, hoặc là ở đây mình trong file JS này mình có một cái file là app.js và trong JS mình có một cái console log như thế này. Hello world chẳng hạn. Hello world. Đây. Đó. Ok chưa? Mình xem nó lại. Thì mình muốn tìm một cái đoạn ví dụ như là hello. Đó thì nó sẽ giúp cho chúng ta tìm ra được chính xác cái chữ hello này nó đang ở file nào. Ok chưa? Thì đây là chức năng để các bạn tìm một cái dòng code, một đoạn code nào đấy ở trong VS Code và nó sẽ tìm ở tất cả các thư mục có trong Workspace như thế này. Ví dụ mình tìm ra chữ 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 web chẳng hạn. Đó thì nó sẽ sắp ghép cho chúng ta cả ở thư mục demo và thư mục frontend nó có ở trong file app và file index như thế này, như các bạn đang nhìn thấy ở đây nhé. Đó, ok chưa? Và nó chỉ ra cho chúng ta có bao nhiêu chỗ sử dụng những thẻ nào và có chữ có cái tag là web ở đây như thế này. Ok chưa? Thì đây là cách để các bạn có thể quản lý cái source code thông qua cái Workspace của VS Code và các bạn nên làm như thế này. Được chưa các bạn? Và các bạn muốn tìm kiếm một cái đoạn code hoặc một cái câu lệnh nào đó trong toàn bộ cái source project của các bạn thì các bạn vào phần search này nhé. Ok chưa? Giả sử khi các bạn tắt VS Code lên, các bạn nhấn save lại này. Nhấn save lại và ở đây mình save nó ở đâu đó. Ví dụ ở desktop như thế này. Thì các bạn đã lưu cái Workspace này ở desktop.
Đây, sau này các bạn mở lên này. Đây, các bạn mở lên thì các bạn chỉ cần open lại cái workspace. Đó, chọn lại cái workspace ở VS Code như thế này. Đó, ok chưa? Là ngay lập tức các bạn sẽ có toàn bộ cái folder trong workspace này. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là khi các bạn mở lên, các bạn có thể có rất nhiều workspace khác nhau và ở mỗi workspace sẽ có các folder project khác nhau. Thì tùy vào từng trường hợp bạn muốn mở cái workspace nào với những folder nào thì các bạn có thể chọn và mở lại. Ok chưa? Đây. Còn ban đầu mở VS Code lên nó sẽ là trắng như thế này và mình muốn mở lại cái workspace này thì mình sẽ chọn lại ở đây và mở lên và các bạn có thể làm việc với nó. Đó. Nó đơn giản như thế này và các bạn không không phải tìm vào trong folder ở trong 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 Windows của các bạn nữa, trong hệ điều hành của các bạn nữa. Ok chưa? Thì ở video này mình sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng là các bạn biết cách sử dụng Workspace để quản lý source code trên VS Code và biết cách sử dụng cái công cụ search này để các bạn tìm kiếm code khi mà các bạn muốn fix hoặc là tìm nhanh đến một cái dòng code nào đó ở trong dự án của các bạn. Rồi, ok. Các bạn hãy thực hành nó ở trên máy của mình. Chúc các bạn học tốt. Chào các bạn.